À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các con đến với tiết học toán 8 bộ sách Cánh Diều chương 3 hàm số và đồ thị. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con trả lời các câu hỏi trong bài tập cuối chương 3. Trước hết, chúng ta đến với bài 1 trang 78 toán 8 tập 1. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai với hai đường thẳng D y bằng AX cộng B với A khác không và D phẩy y bằng A phẩy X cộng B phẩy với A phẩy khác không? A, nếu hai đường thẳng D và D phẩy song song với nhau thì A bằng A phẩy, B khác B phẩy. B, nếu hai đường thẳng D và D phẩy song song với nhau thì A bằng A phẩy và B bằng B phẩy. C, nếu hai đường thẳng D và D phẩy cắt nhau thì A khác A phẩy. Và D, nếu hai đường thẳng D và D phẩy cắt nhau thì A khác A phẩy và B khác B phẩy. Để trả lời được câu hỏi này thì các bạn hãy nhớ lại cho cô vị trí tương đối của hai đường thẳng D và D phẩy. Thì để biết được khi nào chúng song song, khi nào chúng cắt nhau thì chúng ta sẽ xét hệ số góc và hệ số tự do. Đấy là khi hai đường thẳng D và D phẩy song song với nhau thì A bằng A phẩy và B khác B phẩy. Còn khi hai đường thẳng D và D phẩy cắt nhau thì chỉ cần A khác A phẩy là được. Chúng ta sẽ trình bày bài toán này như sau. Với hai đường thẳng D y bằng AX cộng B với A khác không và D phẩy y bằng A phẩy X cộng B phẩy với A phẩy khác không thì nếu hai đường thẳng D và D phẩy song song với nhau thì A bằng A phẩy, B khác B phẩy. Do đó khẳng định A đúng, khẳng định B sai. Với hai đường thẳng D và D phẩy cắt nhau thì A khác A phẩy. Vậy khẳng định C đúng, khẳng định D sai. Tiếp theo chúng ta đến với bài 2 trong 78 toán 8 tập 1. Cho tam giác ABC như ở hình 25. A xác định tọa độ các điểm A, B, C. B tam giác ABC có là tam giác vuông cân hay không? C gọi D là điểm để tứ giác ABCD là hình vuông, xác định tọa độ của điểm D. Với ý A, để xác định được tọa độ của điểm A, điểm B, điểm C, chúng ta sẽ quan sát vào hình 25 và từ các điểm này thì chúng ta sẽ gióng vuông góc với các trục tọa độ OX và OY để chúng ta tìm tọa độ của các điểm A, B, C. Với câu B thì chúng ta sẽ căn cứ vào các ô vuông ở hình vẽ và chúng ta sẽ chứng minh cho cô đấy là AB vuông góc với cả BC. Còn đối với cả câu C thì để tứ giác ABCD là hình vuông thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ phải có là AD vuông góc với CD. Mà AD vuông góc với CD thì từ điểm A chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng vuông góc với trục OX và từ điểm C chúng ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục OY. Hai đường thẳng này cắt nhau ở đâu? Đấy chính là điểm D. Từ đó thì gióng điểm D xuống các trục tọa độ OX và OY để chúng ta tìm tọa độ của điểm D. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài toán này như sau. Câu A, hình chiếu của điểm A trên trục hoành là điểm âm 1 và trên trục tung là điểm âm 1. Vậy điểm A có tọa độ âm 1, âm 1. Hình chiếu của điểm B trên trục hoành đó là điểm 2. Hình chiếu của điểm B ở trên trục tung là điểm âm 1. Vậy điểm B có tọa độ 2, âm 1. Hình chiếu của điểm C ở trên trục hoành là điểm 2. Hình chiếu của điểm C ở trên trục tung là 2. Vậy điểm C có tọa độ 2, 2. Từ đó thì chúng ta sẽ có A có tọa độ âm 1, âm 1. B có tọa độ 2, âm 1 và C có tọa độ 2, 2. Bây giờ chúng ta đến với câu B. Dựa vào các ô vuông ở trên hình vẽ này thì chúng ta có AB song song với trục OX, BC song song với trục OY. Mà OX và OY vuông góc với nhau nên AB và BC cũng vuông góc với nhau tại B. Và ở đây chúng ta thấy đây, đoạn AB có độ dài bằng 3 ô vuông, đoạn BC cũng có độ dài bằng 3 ô vuông. Vậy nên tam giác ABC có góc B bằng 90 độ, AB bằng BC. Vậy tam giác này sẽ vuông cân tại B. Tiếp theo câu C, tam giác ABC vuông cân tại B, tức góc B bằng 90 độ, đoạn AB bằng đoạn CB. Nên để tứ giác ABCD là hình vuông thì góc DAB bằng góc DCB bằng góc ADC và bằng 90 độ và cạnh AB bằng cạnh BC bằng cạnh CD bằng cạnh DE hay AB vuông góc với AD, BC vuông góc với CD và CD vuông góc với cả AD. Ngoài ra thì bốn cạnh của chúng bằng nhau. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ có này, từ điểm A thì chúng ta sẽ kẻ đường thẳng vuông góc với trục OX. Từ điểm C chúng ta sẽ kẻ đường thẳng vuông góc với trục OY. Hai đường thẳng này cắt nhau ở đâu? Đấy chính là điểm D. Từ đây chúng ta sẽ xác định tọa độ của điểm D. Thì chúng ta thấy AD cắt trục OX tại điểm âm 1
nên điểm D sẽ có hoành độ bằng âm 1. CD cắt trục OI tại điểm 2, vậy D sẽ có tung độ bằng 2. Từ đây suy ra điểm D sẽ có tọa độ là âm 1, 2. Chúng ta sẽ kết luận để tứ giác ABCD là hình vuông thì điểm D phải có tọa độ là âm 1, 2. Tiếp theo chúng ta đến với bài 3 trang 77 toán 8 tập 1. Càng lên cao không khí càng loãng, lên áp suất khí quyển càng giảm. Chẳng hạn các khu vực của thành phố Hồ Chí Minh đều có độ cao sát mực nước biển nên có áp suất khí quyển là B bằng 760mm thủy ngân. Thành phố Puebla, Mexico có độ cao H bằng 2200m so với mực nước biển nên có áp suất khí quyển B bằng 550,4mm thủy ngân. Người ta ước lượng áp suất khí quyển P mm thủy ngân tương ứng với độ cao H mét so với mực nước biển là một hàm số bậc nhất có dạng P bằng AH cộng B với A khác 0. A xác định hàm số bậc nhất đó. B, cao nguyên Lâm Đồng có độ cao 650m so với mực nước biển thì áp suất khí quyển là bao nhiêu mm thủy ngân? Làm tròn đến hàng phần 10. Các bạn quan sát này. Ở đây thì vì thành phố Hồ Chí Minh có độ cao sát với mực nước biển nên áp suất của khí quyển bằng 760mm thủy ngân. Điều này đồng nghĩa với việc đấy là H của chúng ta bằng 0 và từ đó chúng ta tìm được B đó là bằng 760. Tiếp theo, khi H bằng 2200 thì áp suất khí quyển của chúng ta là P bằng 550,4mm thủy ngân. Từ đây chúng ta sẽ thay vào hàm số P bằng AH cộng B để chúng ta tìm ra hệ số A. Còn đối với câu B, khi cao nguyên Lâm Đồng có độ cao 650 so với mực nước biển thì chúng ta sẽ tính P của 650 và chúng ta làm tròn đến hàng phần 10. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài toán này như sau. Các khu vực của thành phố Hồ Chí Minh đều có độ cao sát với mực nước biển nên có áp suất khí quyển P bằng 760mm thủy ngân hay ở độ cao H bằng 0m thì áp suất khí quyển sẽ bằng 760mm thủy ngân. Vậy thay H bằng 0 và P bằng 760mm thủy ngân vào hàm số bậc nhất, P bằng A nhân H cộng B ta được A nhân 0 cộng B bằng 760. Từ đấy suy ra B bằng 760 và do đó thì hàm số bậc nhất của chúng ta sẽ có dạng P bằng A nhân H cộng 760. Mặt khác, thành phố Puebla ở Mexico có độ cao H bằng 2200m so với mực nước biển nên áp suất khí quyển P bằng 550,4mm thủy ngân. Chúng ta sẽ thay H bằng 2200m và P bằng 550,4mm thủy ngân vào hàm số bậc nhất P bằng A nhân H cộng 760, ta sẽ được A nhân 2200 cộng 760 bằng 550,4. Từ đó chúng ta sẽ tính ra được A bằng âm 131 phần 1375. Vậy hàm số bậc nhất của chúng ta sẽ là P bằng âm 131 phần 1375 H cộng 760. Câu B, cao nguyên Lâm Đồng có độ cao 650 so với mực nước biển thì áp suất khí quyển của chúng ta lúc bấy giờ sẽ là P bằng âm 131 phần 1375 nhân 650 cộng 760. Thực hiện phép tính chúng ta được xấp xỉ bằng 698,1mm thủy ngân và chúng ta kết luận cao nguyên Lâm Đồng có độ cao 650 so với mực nước biển thì áp suất khí quyển sẽ là 698,1mm thủy ngân. Tiếp tục chúng ta đến với bài số 4 trong 78 toàn 8 tập 1. Cho hai hàm số y bằng âm 1/2x+3 và y bằng 2x-2. A vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ. B gọi A và B lần lượt là giao điểm của hai đường thẳng y bằng âm 1/2x+3, y bằng 2x-2 với trục hoành và C là giao điểm của hai đường thẳng đó. Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC, đơn vị đo trên các trục tọa độ là cm. Với câu A của bài toán này, chúng ta đã làm rất quen thuộc rồi. Đấy là chúng ta sẽ cho x bằng 0 để chúng ta tìm giá trị tương ứng của y và cho y bằng 0 để chúng ta tìm giá trị của x. Từ đó thì chúng ta sẽ xác định các điểm thuộc đồ thị hàm số và chúng ta vẽ chúng ở trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Với câu B của chúng ta, vì A là giao điểm của đường thẳng y bằng âm 1/2x+3 với trục hoành, vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ cho y bằng 0 để chúng ta tìm ra giao điểm với trục hoành. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tìm được tọa độ của điểm B là giao điểm của y bằng 2x-2 với trục hoành. Vì C là giao điểm của hai đường thẳng y bằng âm 1/2x+3 và y bằng 2x-2 nên tọa độ của điểm C sẽ thuộc đồ thị hàm số y bằng âm 1/2x+3 và y bằng 2x-2. Từ đó chúng ta sẽ thay vào để chúng ta tìm tọa độ của điểm C, sau đó tính chu vi và diện tích của tam giác ABC. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài toán này như sau.
Câu A, hàm số y bằng âm 1/2 x cộng 3. Với x bằng 0 thì y bằng âm 1/2 nhân 0 cộng 3 bằng 3. Vậy m có tọa độ là 0,3 sẽ thuộc đồ thị của hàm số này. Tiếp theo, cho y bằng 0 thì âm 1/2 x cộng 3 bằng 0. Từ đó suy ra x bằng 6. Vậy điểm n có tọa độ 6, 0 sẽ thuộc đồ thị hàm số y bằng âm 1/2 x cộng 3. Do đó, đồ thị của hàm số y bằng âm 1/2 x cộng 3 sẽ là đường thẳng đi qua hai điểm. M có tọa độ 0,3 và n có tọa độ 6, 0. Tiếp theo là đồ thị của hàm số y bằng 2x trừ 2, thì với x bằng 0 thì y sẽ bằng 2 nhân 0 trừ 2, thực hiện phép tính được bằng âm 2. Ta được điểm P có tọa độ 0, âm 2 thuộc đồ thị hàm số y bằng 2x trừ 2. Với y bằng 0 thì 2x trừ 2 bằng 0, suy ra x bằng 1. Vậy điểm Q có tọa độ 1, 0 sẽ thuộc đồ thị hàm số y bằng 2x trừ 2. Do đó thì đồ thị của hàm số y bằng 2x trừ 2 đi qua hai điểm P có tọa độ 0, âm 2 và điểm Q có tọa độ 1, 0. Chúng ta sẽ biểu diễn ở trên cùng một mặt phẳng tọa độ như sau. Đầu tiên sẽ vẽ hệ trục tọa độ OXY. Chúng ta sẽ biểu diễn tọa độ của điểm M 0,3, điểm N 6,0. Sau đó nối M với N, chúng ta được đồ thị của hàm số y bằng âm 1/2 x cộng 3. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ biểu diễn điểm P có tọa độ 0, âm 2, điểm Q có tọa độ 1, 0. Chúng ta nối B với Q, chúng ta được đồ thị hàm số y bằng 2x trừ 2. Bây giờ chúng ta đến với câu B. Gọi A và B lần lượt là giao điểm của hai đường thẳng y bằng âm 1/2 x cộng 3, y bằng 2x trừ 2 với trục hoành, và C là giao điểm của hai đường thẳng đó. Vậy trong trường hợp này thì chúng ta thấy điểm A sẽ trùng với điểm N và điểm B sẽ trùng với điểm Q. Bây giờ chúng ta sẽ gọi H là hình chiếu của điểm C ở trên cạnh AB. Vậy thì trong trường hợp này CH sẽ là đường cao của tam giác ABC, và chúng ta sẽ minh họa bởi hình vẽ các bạn quan sát. Tiếp theo thì dựa vào hình vẽ thì chúng ta thấy tọa độ của điểm C sẽ là 2,2 và H là hình chiếu của điểm C trên trục OX. Vậy H sẽ có tọa độ là 2,0. Từ đó tính được độ dài của đoạn CH bằng 2 cm, độ dài của đoạn AB bằng 5 cm, độ dài của đoạn BH bằng 2-1 bằng 1 cm, độ dài của đoạn AH bằng 6-2 và bằng 4 cm. Bây giờ để tính được chu vi của tam giác ABC thì chúng ta sẽ phải tính được độ dài của đoạn BC, độ dài của đoạn AC. Vậy chúng ta sẽ tính thông qua HC bằng cách vận dụng định lý Pythagore vào hai tam giác vuông AHC và tam giác vuông BHC. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trình bày như sau. Áp dụng định lý Pythagore, ta sẽ có AC bình phương sẽ bằng AH bình phương cộng HC bình phương. Thay số vào, chúng ta tính được bằng 4 bình phương cộng 2 bình phương và được bằng 20. Từ đó suy ra AC bằng căn 20 cm. Tương tự như vậy, BC bình phương sẽ bằng BH bình phương cộng với CH bình phương, tức bằng 1 bình phương cộng với 2 bình phương và được bằng 5. Vậy thì suy ra BC sẽ bằng căn 5. Bây giờ chúng ta sẽ tính chu vi của tam giác ABC bằng cách lấy AB cộng BC cộng AC bằng 5 cộng căn 20 cộng căn 5 và tính ra xấp xỉ bằng 11,71 cm. Diện tích của tam giác ABC thì sẽ bằng 1/2 CH nhân với cả AB. Thay số vào, chúng ta được bằng 1/2 nhân 2 nhân 5 và bằng 5 cm². Và chúng ta kết luận bài toán, đó là chu vi của tam giác ABC bằng 11,71 cm, diện tích thì bằng 5 cm². Tiếp theo chúng ta đến với bài 5, trang 79, toán 8, tập 1. Biết rằng với x bằng 3 thì hàm số y bằng 2x cộng b có giá trị là 11. Tìm b và vẽ đồ thị của hàm số với giá trị b vừa tìm được. B biết rằng đồ thị của hàm số y bằng ax cộng 6 đi qua điểm A có tọa độ âm 2,2. Tìm a và vẽ đồ thị của hàm số với giá trị a vừa tìm được. Các bạn quan sát câu A, x bằng 3 thì hàm số y bằng 2x cộng b có giá trị bằng 11, tức y bằng 11. Vậy thay x bằng 3 và y bằng 11 vào hàm số này thì chúng ta sẽ tìm được giá trị của b. Sau đó chúng ta sẽ vẽ đồ thị hàm số. Đối với câu B, hàm số y bằng ax cộng 6 đi qua điểm A có tọa độ âm 2,2. Thay x bằng âm 2 và y bằng 2 vào đồ thị hàm số y bằng ax cộng 6 để chúng ta tìm a. Từ đó vẽ đồ thị của hàm số. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài toán này như sau. Với x bằng 3 thì hàm số y bằng 2x cộng b có giá trị là 11. Vậy 2 nhân 3 cộng b bằng 11. Từ đó suy ra b sẽ bằng 11 trừ 6 và bằng 5. Vậy đồ thị của hàm số đó sẽ là
y bằng 2x cộng 5. Bây giờ chúng ta sẽ xác định tọa độ của các điểm thuộc đồ thị hàm số này. Trước hết, cho x bằng 0 thì y của chúng ta sẽ bằng 2 nhân 0 cộng 5 và bằng 5. Vậy thì điểm M có tọa độ 0, 5 thuộc đồ thị hàm số y bằng 2x cộng 5. Với y bằng 0 thì 2x cộng 5 sẽ bằng 0. Từ đó suy ra x bằng âm 5 phần 2 và điểm N sẽ có tọa độ âm 5 phần 2 không thuộc đồ thị hàm số y bằng 2x cộng 5. Do đó đồ thị của hàm số y bằng 2x cộng 5 đi qua hai điểm M có tọa độ 0, 5 và N có tọa độ âm 5 phần 2 không, và chúng ta sẽ minh họa ở trên hệ trục tọa độ. Các con quan sát. Tiếp theo với câu B, đồ thị của hàm số y bằng ax cộng b đi qua điểm A có tọa độ âm 2, 2 nên âm 2a cộng 6 sẽ bằng 2. Từ đó thì suy ra âm 2a bằng âm 4 và a sẽ bằng 2. Vậy thì đồ thị của hàm số cần tìm sẽ là y bằng 2x cộng 6. Bây giờ cho x bằng 0 thì y sẽ bằng 2 nhân 0 cộng 6 và bằng 6. Vậy điểm B có tọa độ 0, 6 thuộc đồ thị của hàm số này. Tương tự với y bằng 0 thì chúng ta sẽ được 2x cộng 6 bằng 0. Từ đây suy ra x bằng âm 3 nên điểm Q có tọa độ âm 3 không thuộc đồ thị hàm số y bằng âm 2x cộng 6. Vậy thì hàm số y bằng 2x cộng 6 sẽ là đường thẳng đi qua điểm P có tọa độ 0, 6 và điểm Q có tọa độ âm 3 không. Chúng ta sẽ biểu diễn như ở trên hình vẽ như sau. Tiếp theo chúng ta đến với bài 6 trong 79 toán 8 tập 1. Tìm hàm số bậc nhất y bằng ax cộng b với a khác 0 trong mỗi trường hợp sau. A đồ thị của hàm số đi qua điểm M có tọa độ 1, 3 và có hệ số góc bằng âm 2. B đồ thị của hàm số đó đi qua điểm N có tọa độ âm 1, 4 và song song với đường thẳng y bằng âm 3x trừ 1. Trước hết ở câu A, vì đồ thị hàm số y bằng ax cộng b đi qua điểm M có tọa độ 1, 3, vậy tọa độ của điểm M sẽ thỏa mãn đồ thị của hàm số này. Tiếp theo có hệ số góc bằng âm 2, vậy từ đây chúng ta suy ra được a bằng âm 2. Thay tọa độ của điểm M vào hàm số này thì chúng ta sẽ tìm được b, từ đấy thì chúng ta xác định được hàm số cần tìm. Với câu B, các bạn quan sát, hàm số y bằng ax cộng b song song với đường thẳng y bằng âm 3x trừ 1. Do đó thì suy ra luôn a bằng âm 3. Tiếp theo, lại có đồ thị của hàm số này đi qua điểm N có tọa độ âm 1, 4. Vậy tọa độ của điểm N sẽ thỏa mãn đồ thị hàm số. Thay tọa độ điểm N, x bằng âm 1, y bằng 4 vào đồ thị hàm số y bằng ax cộng b để tìm giá trị của b. Từ đó chúng ta tìm được hàm số cần tìm và trình bày bài toán này như sau. Hàm số y bằng ax cộng b có hệ số góc bằng âm 2 nên có dạng y bằng âm 2x cộng b. Đồ thị của hàm số y bằng âm 2x cộng b sẽ đi qua điểm M có tọa độ 1, 3. Vậy thì với x bằng 1, y bằng 3 thay vào hàm số y bằng âm 2x cộng b chúng ta sẽ được âm 2 nhân 1 cộng b bằng 3. Từ đó tính được b bằng 5. Vậy hàm số cần tìm sẽ là y bằng âm 2x cộng 5. Tiếp theo câu B, đồ thị của hàm số y bằng ax cộng b song song với đường thẳng y bằng âm 3x trừ 1 nên hàm số có dạng y bằng âm 3x cộng b. Đồ thị của hàm số y bằng âm 3x cộng b đi qua điểm N có tọa độ âm 1, 4. Vậy tọa độ của điểm N sẽ thỏa mãn đồ thị hàm số y bằng âm 3x cộng b, tức âm 3 nhân âm 1 cộng b bằng 4, từ đó tính được b bằng 1. Vậy hàm số bậc nhất cần tìm sẽ là y bằng âm 3x cộng 1. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với bài 7 trang 79 toán 8 tập 1. Để sử dụng dịch vụ truyền hình cáp, người dùng phải trả một khoản phí ban đầu và thuê phí bao hàng tháng. Một phần đường thẳng D ở hình 26 biểu thị tổng chi phí đơn vị triệu đồng để sử dụng dịch vụ truyền hình cáp theo thời gian sử dụng của một gia đình, đơn vị là tháng. A. Tìm hàm số bậc nhất sao cho đồ thị hàm số là đường thẳng D. B. Giao điểm của đường thẳng D với trục tung trong tình huống này có nghĩa là gì? C. Tính tổng chi phí mà gia đình đó phải trả khi sử dụng dịch vụ truyền hình cáp với thời gian 12 tháng. Các con quan sát vào hình 26, ở đây thì chúng ta có hệ trục tọa độ OXY với trục OX là biểu thị 12 tháng, trục OY chúng ta sẽ biểu thị chi phí. Với câu A thì vì đường thẳng D của chúng ta là hàm số bậc nhất, vậy đường thẳng D sẽ có dạng y bằng AX cộng B. Đồ thị của hàm số này đi qua điểm có tung độ bằng 1, từ đấy suy ra B của chúng ta sẽ bằng 1. Lại có đường thẳng D đi qua điểm có tọa độ 6, 2. Vậy thay x bằng 6, y bằng 2 vào đồ thị của hàm số để chúng ta tìm được đường thẳng D. Tiếp theo ở câu B, quan sát hình 26 chúng ta thấy đường thẳng D cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1, tức chi phí ban đầu để sử dụng dịch vụ là 1 triệu đồng. Câu C, tính tổng chi phí mà gia đình phải trả khi sử dụng 12 tháng. Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ
Chúng ta sẽ thay x bằng 12 vào đồ thị hàm số mà chúng ta tìm được ở câu A. Từ đó chúng ta sẽ tính được số tiền phải trả khi sử dụng 12 tháng. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài toán này như sau. Gọi đường thẳng D có dạng y bằng AX cộng B. Trong đó y là chi phí sử dụng truyền hình cáp triệu đồng trong x tháng. Với x bằng 0 thì y bằng 1 nên ta có 0x cộng B bằng 1. Từ đó B bằng 1. Hàm số bậc nhất lúc bấy giờ sẽ có dạng y bằng AX cộng 1. Với x bằng 6, y bằng 2 nên ta có 6A cộng 1 sẽ bằng 2. Từ đó suy ra 6A bằng 1, A sẽ bằng 1/6. Vậy hàm số bậc nhất biểu diễn đường thẳng D là y bằng 1/6 x cộng 1. Câu B, giao điểm của đường thẳng D với trục tung trong tình huống này là chi phí ban đầu để sử dụng dịch vụ truyền hình cáp 1 triệu đồng. Với câu C, tổng chi phí mà gia đình phải trả khi sử dụng dịch vụ truyền hình cáp với thời gian 12 tháng sẽ là 1/6 x 12 cộng 1 bằng 3 triệu đồng. Vậy với 12 tháng sử dụng dịch vụ truyền hình cáp thì gia đình sẽ phải trả số tiền là 3 triệu đồng. Tiếp theo chúng ta đến với bài 8 trang 79 toán 8 tập 1. Một kho chứa 60 tấn xi măng, mỗi ngày đều xuất đi m tấn với 0 nhỏ hơn m, m lại nhỏ hơn 60. Gọi y tấn là khối lượng xi măng còn lại trong kho sau ngày xuất hàng. A chứng tỏ y là hàm số bậc nhất của biến x, tức y bằng ax cộng b với a khác không. B trong hình 27 tia AT là một phần đường thẳng y bằng ax cộng b. Tìm a, b, từ đó hãy cho biết trong kho còn lại bao nhiêu tấn xi măng sau 15 ngày. Chúng ta quan sát vào bài toán. Một kho hàng có chứa 60 tấn xi măng, một ngày thì xuất đi m tấn, vậy thì x ngày sẽ xuất đi mx tấn xi măng. Và nếu như gọi y là số tấn xi măng còn lại trong kho, thì sau x ngày chúng ta sẽ chỉ còn lại là 60 trừ mx tấn xi măng. Vì m của chúng ta lớn hơn 0 nên trong trường hợp này hàm số y sẽ là hàm số bậc nhất. Với câu B, quan sát vào hình 27, chúng ta thấy ngay đường thẳng này cắt trục tung tại điểm A có tung độ bằng 60. Chúng ta sẽ thay x bằng 0 và y bằng 60 vào đồ thị hàm số để chúng ta tìm ra giá trị của B. Tiếp theo, đồ thị của hàm số lại đi qua điểm B có tọa độ 10, 30. Tức thay x bằng 10, y bằng 30 vào đồ thị hàm số để tìm ra A. Chúng ta sẽ tính số xi măng còn lại sau 15 ngày. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài toán này như sau. Câu A, theo đề bài mỗi ngày xuất đi m tấn với 0 bé hơn m, m lại bé hơn 60, khi đó khối lượng xi măng sau x ngày xuất hàng sẽ là mx tấn. Khối lượng xi măng còn lại trong kho sau x ngày xuất hàng sẽ là 60 trừ mx tấn, mà y tấn cũng là khối lượng xi măng còn lại trong kho sau x ngày xuất hàng. Từ đó y sẽ bằng 60 trừ mx hay y bằng trừ mx cộng 60. Do đó thì y là hàm số bậc nhất của biến x, bởi vì m đã khác 0. Tiếp theo câu B, trong hình 27 thì chúng ta thấy điểm A có tọa độ 0, 60. Từ đây thay x bằng 0, y bằng 60 vào đồ thị của hàm số y bằng AX cộng B, chúng ta được 0x cộng B bằng 60, suy ra B bằng 60. Từ đó đường thẳng cần tìm có dạng y bằng AX cộng 60. Tiếp theo, đường thẳng này đi qua điểm B có tọa độ 10, 30. Thay x bằng 10, y bằng 30 vào ta được 10A cộng 60 bằng 30 hay 10A bằng âm 30, từ đó suy ra y bằng âm 3. Vậy đường thẳng cần tìm có dạng y bằng âm 3X cộng 60. Bây giờ chúng ta sẽ tính số xi măng còn lại sau khi xuất hàng 15 ngày bằng cách thay x bằng 15 vào đồ thị của hàm số y bằng âm 3X cộng 60, ta được 3 nhân 15 cộng 60 và bằng 15 tấn. Như vậy cô vừa hướng dẫn các bạn trả lời các câu hỏi trong bài tập cuối chương 3. Các bạn sẽ tiếp tục hoàn thiện các bài này vào vở và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.